Thái đi trêu chó. Thái bị chó lua. Đông chó hơn nữa. Chó giữ lùa theo Thái. Thái nhảy qua rào. Thái nhảy qua mái nhà. Thái nhảy qua ngọn tre. Thái nhảy qua lũy tre. Thái nhảy qua bụi tre, lũ chó cũng dí sát. Thái khinh công. Nhảy qua bụi tre đầu làng cơ mà. Thái dùng khinh công đạp lên ngọn tre để trốn sự truy đuổi của lũ chó dữ. Nàn ý, bụi tre mọc trước làng ấy. Lũ chó biến thành khổng lồ. Thái đứng trên ngọn tre trêu chó. Đứng trên ngọn tre xanh cơ mà. Chó cắn đổ bụi tre. Cái kết quả Thái,